được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh tin tức sau Việt ngày hôm nay. Và Đan tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Nhã Phương thăng mệt, Trường Giang liền có động thái cực ngôn tình, chồng người ta đây rồi. Nhờ tin nhắn của Trường Giang mà Nhã Phương như được tiếp thêm một nguồn năng lượng khổng lồ. Từ khi về chung một nhà đến nay, Nhã Phương Trường Giang luôn là một trong những cặp đôi nhận được sự yêu mến từ đông đảo khán giả. Ngoài việc ngày càng thoải mái nói về nhau trên truyền thông, cả hai còn liên tục làm người hâm mộ phát sốt bởi những khoảnh khắc cực tình tứ. Đặc biệt, dù bận rộn với lịch trình làm việc, nhưng Trường Giang luôn yêu chiều Nhã Phương hết mức, sẵn sàng chăm lo quan tâm bà xã từ cuộc sống, đời thường cho đến sự kiện. Mới đây, Nhã Phương tiếp tục khiến người hâm mộ lụi tim khi tiết lộ đoạn hội thoại với Trường Giang. Cụ thể, nữ diễn viên tuổi thanh xuân dường như đã trải qua một ngày khá mệt mỏi, nên quyết định nhắn tin làm nũng với chồng, hôm nay vợ mệt quá. Cứ tưởng chỉ nhận được câu an ủi vu vơ, nhưng không. Ngay khi nghe tin Trường Giang đã quyết định gửi bức hình đang đi chùa cầu nguyện qua, như muốn nhắn nhủ rằng, ngoài kia, nếu có khó khăn quá hãy nhớ luôn có anh kề bên cầu nguyện cho em. Có thể nói hành động này của Trường Giang đã khiến Nhã Phương cảm động vô cùng. Có ông xã ngọt ngào là tâm lý thế này thì ai mà chẳng thích cơ chứ. Nhã Phương, tôi nhắn tin cho ổng hôm nay vợ mệt quá. Cái ổng gửi cho tôi tấm hình này, cái tự nhiên hết mệt luôn vậy đó trời. Chúc cả nhà có một buổi tối thật an nhiên nha. Nhã Phương thăng mệt, Trường Giang liền có hành động an ủi vợ cực kỳ đáng yêu. Kể từ khi về chung một nhà, Trường Giang luôn yêu chiều Nhã Phương hết mức. Cặp đôi luôn khiến người hâm mộ phải lụi tim vì những khoảnh khắc ngọt ngào dành cho nhau.